Thì có thể một số các anh chị lần đầu tiên học tôi thì có, có thể băn khoăn là không biết tại sao tôi lại có mặt trong các cái chương trình như này. Đó, vì tôi là Phó Chủ tịch Sáng lập của Tập đoàn Nam Cao. Tập đoàn có hơn 4.000 lao động, gần 5.000 lao động rồi. Và có bây giờ là hơn 30 đơn vị thành viên. Doanh số năm nay của chúng tôi dự kiến khoảng gần chục nghìn tỷ đồng. Thì không biết là vì sao mà tôi lại có mặt trong ngày hôm nay. Có cho phép tôi 2 đến 3 phút chia sẻ vì sao tôi có mặt đây được không cái gì Rồi, thank you. Ok. Em một số các anh chị em thì lần đầu, lần đầu tiên gặp tôi thì cũng sẽ băn khoăn về cái việc là tại sao là rất nhiều người chủ doanh nghiệp ngoài kia có ai đi để mà chia sẻ giống như thầy hay không? Họ họ thành công rồi thì họ có thể là gì họ sẽ đi quốc run hoặc họ đi làm cái gì đấy hoặc là họ ở nhà họ tiếp tục phát triển những kinh doanh của mình. Thế nhưng mà đó cũng là sự lựa chọn. Thì ngày xưa năm 1997 tôi vào Sài Gòn này, sau đó thì tôi sang Thái Lan để học cái chương trình MBA. tôi tôi ở trong Sài Gòn này hơn một năm, sau đó tôi sang Thái Lan học MBA đó là cái chương trình mà được chính phủ thụy sĩ để tài trợ cho tôi là tôi được học bổng. À, tôi may mắn sinh ra trong gia đình nhà nghèo nhưng mà rất ước mơ và rất khát khao để trở thành một doanh nhân lớn. tôi muốn trở thành một doanh nhân toàn cầu, tôi muốn trở thành một CEO của đa quốc gia, một công ty đa quốc gia. đấy là cái ước mơ từ những thời kỳ nhỏ. lúc đó nếu mà để chia sẻ ra thì người ta cho rằng là đó là sự hoang đường bởi vì là nhà tôi sinh ra ở bên chỗ ngoại ô Hà Nội là nông thôn thế nhưng mà tôi lại rất là khát khao điều đó lúc nào cũng đau đó là là mình phải trở thành doanh nhân thành đạt thế thì khi mà sang bên chỗ Thái Lan học ở một cái trường gọi là trường IT bên đấy trường gọi là Viện Công nghệ Châu Á bên đó là một cái trường quốc tế và rất nhiều các giáo sư từ Mỹ, từ châu Âu, rồi từ châu Á họ dạy cho chúng tôi những cái bài học tuyệt vời à, cái thời kỳ đấy là AIT cũng là một cái trường mà rất là danh tiếng thì tôi thích lắm và cực kỳ là tuyệt vời thế bên cạnh những cái người mà giáo sư tiến sĩ rồi những người giảng viên xuất sắc để dạy cho chúng tôi thì chúng tôi còn được là những cái CEO của các cái tập đoàn đa quốc gia rồi những các cái CFO tức là giáo dục tài chính hay là giáo dục marketing của các cái tập đoàn đa quốc gia họ đến để làm gì họ truyền cảm hứng họ chia sẻ những cái bài học kinh nghiệm, những cái thất bại của họ, những cái câu chuyện thành công của họ thì tôi mới thấy là tuyệt vời. Đó, tôi cảm thấy là rất tuyệt vời và tôi mới ước mơ là ngày mai mình mà thành công, mình cũng làm điều tương tự như vậy. Đó, mình cũng sẽ đi chia sẻ như này thì đâu đó có thể chạm được vào những cái trái tim của những người anh em giống mình. Có thể họ đâu đó họ cũng đang đi tìm kiếm những các cái nguồn cảm hứng hoặc là đâu đó họ muốn là rút ngắn thời gian để họ đi nhanh hơn, họ không vấp váp những cái gọi là nỗi đau. Bởi vì là tôi trước đây trước khi đi học MBA tôi đã khởi nghiệp một lần và đã bị phá sản. Thế và tôi thực sự thấy rằng là nếu như mình có được cái bài học mà của những doanh nhân đi trước thì nhất định mình sẽ đi nhanh hơn. Đó. Và đó chính là một cái ước mơ từ cái thời kỳ năm 1997. Thế sau đó bẵng đi một thời gian rất là dài đến năm 2008 khi mà tôi về tôi đi học về rồi học cả bên châu Âu nữa tôi học năm năm bên châu Âu sau rồi về thì tôi bắt đầu là kinh doanh cùng anh trai tôi lúc đó anh trai tôi đã làm được 12 năm rồi và sau khi mà tôi về làm được khoảng tầm đến năm 2016 năm 2016 là được tròn 8 năm thì lúc đó doanh nghiệp từ lúc tôi về là doanh nghiệp của chúng tôi là mới có khoảng tầm 40 lao động và anh trai tôi cùng với tôi xây dựng lên đến năm 2016 thì chúng tôi có hơn 2.000 lao động và doanh số lúc đó khoảng tầm gần 4.000 tỷ đồng và lúc đó là bắt đầu chạy tự động rất là tốt rồi và tôi bắt đầu đặt vấn đề với anh trai là anh ạ em muốn được đi chia sẻ cho cái cộng đồng doanh nhân họ về những cái kinh nghiệm của mình thì anh trai tôi mới là mới nhìn tôi này mày điên à mày đi làm cái gì bây giờ mày có thiếu cái gì đâu Oh, mà bây giờ công việc kinh doanh của công ty thì đang rất là phát triển, đang rất là cần cái sự tập trung. Đó. Thế và tôi mới bảo này, anh ạ, à, đây là ước mơ của em, đây là những cái mà em đã ấp ủ từ lâu rồi, cho nên là cái việc này em em không khác được, nó là nó là cái đam mê. Thế và anh trai tôi đã bảo cả chị gái này, bảo cả một số những người thân yêu là bảo thằng Nhật thôi đừng cứ đi làm những cái việc đấy em gì. Thế nhưng mà không ai ngăn cản được tôi cả bởi vì đấy là cái tình yêu của tôi. Thế và sau khi tôi đi làm chia sẻ được một năm, bắt đầu từ năm 2017 là tôi bắt đầu chia sẻ. Nhưng thực ra năm 2018 tôi mới bắt đầu làm mạnh. Thì lúc đấy tôi vừa là tổng giám đốc tập đoàn, vừa là phó chủ tịch phụ trách chiến lược và xây dựng hệ thống. Thì tôi lại vẫn đi chia sẻ vào cuối tuần. Sau một năm, anh trai tôi đã là gì theo dõi để xem thằng em làm thế nào. Bởi vì ông anh ta, anh tôi cũng rất là yêu thương tôi và lo cho tôi. Yeah. Thì anh là ngăn cản tôi là bởi vì sợ rằng mình vất vả thôi Nhưng mà anh trai tôi lại thấy gì? Một là tôi hạnh phúc hơn rất nhiều Đó. Hai là tôi lại làm xuất sắc các công việc lãnh đạo của tập đoàn Tất cả các công việc với vai trò là lãnh đạo tôi đều làm rất là xuất sắc Và thứ ba thì nó rất tốt là cái thương hiệu của Amacao được biết đến nhiều hơn thông qua những các cái chương trình quảng bá rồi chương trình chia sẻ như này và cũng từ đó thì tôi đã dành cái thời gian để làm sao đi chia sẻ suốt từ năm 2018 đến bây giờ. Và trong suốt hơn 5 năm qua thì có khoảng tầm hơn 40.000 chủ doanh nghiệp rồi những người doanh nhân, những người yêu thích kinh doanh, những người thích xây dựng đội nhóm đã được là tôi là chia sẻ qua các cái chương trình lớn nhỏ khác nhau. Và tôi cảm thấy rằng là mỗi một cái cá nhân, mỗi một cái con người có cái sự chuyển đổi về gì về tâm thức về uh, cuộc sống họ hạnh phúc hơn họ đột phá doanh số có những người đột phá doanh số tới tới 15 lần trong vòng 2 năm Đó. họ có những người đột phá doanh số gấp đôi gấp ba trong vòng có một năm có những người thì họ đã thay đổi hoàn toàn cách làm để họ có vừa có tiền họ vừa có thời gian cho gia đình và cho cho cuộc sống cá nhân của họ và đấy chính là hạnh phúc của tôi và chính vì vậy trong chương trình này Tôi sẽ hy vọng là có thể một hoặc một vài người, thậm chí tất cả các anh chị đây có thể tìm kiếm cho mình được những các cái giải pháp, tìm kiếm cho mình được những các cái công thức mà phù hợp với mình để giúp cho các anh chị một có thể là có nhiều thời gian hơn, hai có thể các anh chị sẽ là giàu có hơn và ba có thể các anh chị sẽ đột phá được cuộc đời. Và đó chính là lý do vì sao tôi có mặt trong chương trình này. Ok. Rồi thank you các anh chị rất là nhiều và chính vì điều này cho nên tôi sẽ cam kết cùng với team đội của mình và đồng thời những người mà diễn giả có mặt trong chương trình này sẽ cam kết với các anh chị sẽ làm hết tất cả những gì để một ngày này từ sáng đến tối sẽ giúp cho các anh chị cảm thấy nó ý nghĩa nó mang lại cho các anh chị là tiền và rất nhiều tiền nó sẽ giúp cho các anh chị có một cuộc đời mà các anh chị mong muốn nó sẽ giúp cho các anh chị có được hạnh phúc hơn và biết cách cái chìa khóa để làm thế nào để mình hạnh phúc hơn và hãy nhớ hãy ghi nhớ điều này ok